Ơi, xin chào quý vị anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 10 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm 2022. Cũng là sáng chủ nhật quý vị, cuối tuần. Hôm nay thời tiết của Đà Lạt vẫn cứ âm u. Trên bầu trời nhiều mây quý vị, trời se se lạnh. Có lẽ chiều nay lại tiếp tục mưa. Hôm qua thì Đà Lạt có một trận mưa rất là to luôn. Hôm qua mình cũng có làm một video ở ngoài phố xá là chợ đêm nữa, làm cho chợ đêm phải nói đứng hình luôn quý vị, không có buôn bán gì được ha. Hiện tại bây giờ thì mình đang chạy trên con đường Triệu Việt Vương hướng về Hồ Tuyền Lâm quý vị. Hôm nay chạy ra vùng ngoại ô một chút để cập nhật tình hình cho quý vị cùng xem ha. Ở bên phía tây trái của chúng ta là thung lũng An Bình. An Bình rồi xa xa là con đường Đống Đa. Đó. Dưới thung lũng đó là thuộc địa bàn phường 3 quý vị. Đây thung lũng rất là đẹp luôn. Đi trên đường Triệu Việt Vương này hoặc là đứng ở bên Đống Đa mà nhìn xuống rất là đẹp luôn quý vị. Đó, theo con đường Triệu Việt Vương này là dẫn thẳng xuống khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Đà Lạt bây giờ có rất là nhiều những cái đài công trình đang thi công xây dựng và trong tương lai còn nhiều đài công trình nữa. Đó thì hôm nay mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi xuống cập nhật tình hình. Dưới này cũng là một cái đài công trình luôn, đài công trường luôn quý vị ha. Ở đây là ngã ba làng đất sét. Người ta hay gọi là ngã ba làng đất sét quý vị. Nếu chạy thẳng xuống là xuống đập tràn Hồ Tuyền Lâm, xuống con đường Cẩm Tú Cầu, Hoa Hồng, đường Hoa Phượng Tím. Còn rẽ vào đây là đường Hoa Hồng quý vị. Đường này dẫn thẳng vào khu du lịch làng đất sét ha. Đi vào đây là vào cầu Suối Tía. Chỉ cần vài năm nữa thôi là rất là nhiều người khi mà quay lại thành phố Đà Lạt sẽ ngỡ ngàng, nhận không ra. Vì Đà Lạt sẽ thay đổi đi rất là nhiều ha. Khi mà nhà cửa sẽ mọc lên như nấm, những cái khu nghỉ dưỡng, khu biệt thự sẽ mọc lên như nấm. Rồi những con đường hiện đại khang trang hơn. Và hiện tại bây giờ thì người ta đang thi công những cái công trình phải nói rất là lớn luôn. Và trước mặt của chúng ta là đây là một cái đài công trình luôn quý vị ha. Đài công trình này á, là dự án xây dựng đường vành đai 3 quý vị. À, đường vành đai 3 ha, bắt đầu từ ngã ba ông Phật Hồ Tuyền Lâm, ngã ba ông Phật ngay ngã ba thác Đa Tăng La đó quý vị, nối từ ngoài đó ngoài đèo Vrena, kéo băng qua thiền viện Trúc Lâm và về đây. Con đường này chắc quý vị cũng biết rồi, thì đây là đường vành đai 3 xuyên qua những cái cánh rừng thông ở khu vực An Sơn phường 4 quý vị, rồi nối vào con đường Huyền Trân Công Chúa đó, về bên khu Mã Thánh đó. Khu đồi du sinh quý vị ha, khu đồi nghĩa trang du sinh. Đây dự án này là xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tái định cư 5B phường 3 phường 4 thành phố Đà Lạt. Ngày khởi công là 12 tháng 5 năm 2017, ngày hoàn thành dự kiến là ngày 11 tháng 8 năm 2018. Vẫn chưa hoàn thành quý vị. Nói chung là đường xá đổ vô rồi nhưng mà phân lô rồi, nhà thì vẫn chưa xây, vẫn còn dang dở ha. Thì nhiều người là đã sở hữu những cái lô đất ở trong đó rồi quý vị, đặt cấp cho người ta rồi, người ta rồi bà mua đi bán lại trong đó rồi, nhưng mà vẫn chưa xây dựng. Đó, đây là một đại công trình lớn luôn của thành phố Đà Lạt quý vị ha. Hiện tại bây giờ thì người ta đang xây dựng những cái đường dẫn cầu cống ở đây nè. Và chiều dài của cái con đường này á, nó cũng tầm khoảng 7-8 cây số đến 10 cây số đó quý vị. Mình vẫn chưa ước lượng được là nó dài bao nhiêu cả. Đó, mới làm tới khu vực này thôi quý vị ha. Bên kia thì người ta đang xẻ rừng, xẻ đồi. Công trường này á, là lớn,
cho nên chia phải nói là còn lâu mới được hoàn thành để đưa vào sử dụng. Có thể là 3-4 năm, 5 năm, 10 năm, tùy. Giống như là cái dự án xây dựng sân vận động của tỉnh Lâm Đồng đó, ngay đồi Mã Thánh ở Xô Viết Nghệ Tỉnh đó quý vị. Thì thi công vào năm 2008, đến nay là 10 năm rồi. Đó, thì vẫn chưa hoàn thành. Nó cũng là một siêu dự án kéo dài. Và không biết cái siêu dự án này thì nó sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu. Đó, bây giờ quý vị có thể thấy người ta xây dựng kè cổng cầu kiếp gì rất lớn luôn. Tuy là con đường này mới làm như thế này thôi, chưa hoàn thành, chúng ta chưa đi vào trong đó, nhưng mà mình có thể hình dung đây là một con đường, trong tương lai là một con đường rất là đẹp luôn quý vị, xuyên qua rừng núi ha. Rất là đẹp luôn á. Qua đây là cầu Suối Tía quý vị ha. Trên này nó sạt lở quá trời luôn. Khu vực này vào mùa mưa lớn như thế này nguy cơ sẽ tiếp tục sạt lở nữa, rất là nguy hiểm luôn. Đài công trường rất là lớn quý vị. Rồi mình dừng đây chút ha. Qua nguyên cái quả núi ở bên này rồi, nói quý vị thấy không, nó sạt lở xuống ghê không? Đó, theo con đường này là dẫn vào ấp Quảng Thừa quý vị. Ở dưới này người ta xây dựng cực lớn luôn ha. Trong tương lai á, khi mà con đường này làm xong rồi quý vị, nó sẽ là một cái chất kích thích rất là lớn để cho khu vực dọc theo con đường vành đai này phát triển quý vị ha, từ đất đai bất động sản cho đến nhà cửa dân cư. Hiện tại bây giờ trong này là rừng núi với lại ruộng vườn không, dân cư rất là thưa thớt luôn quý vị. Đó, bất động sản sẽ ăn theo rất là lớn luôn nè. Sau này sẽ mọc lên những cái dự án nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê. Đó, mình rất là kỳ vọng vào cái tuyến đường này luôn quý vị. Và tuyến đường này nó sẽ giải quyết cái vấn nạn kẹt xe ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, cửa ngõ đi vào 3/4 được quý vị. Đó, ví dụ như mà người ta từ dưới đèo Brent lên quý vị ha, mà muốn xuyên qua khu vực phường 5 đó, Tàng Hoa Vạn Thanh về Tà Núng gì đó, thì người ta sẽ lựa chọn cái tuyến đường này để đi và tránh vào trung tâm thành phố Đà Lạt. Đó, sau này người ta sẽ cấm một số phương tiện đi vào trung tâm thành phố Đà Lạt ha, mà buộc đi vào Đà Lạt là phải đi theo hướng này. Mình nghĩ là nó như vậy chứ đâu quý vị. Đó, đài công trường rất là lớn. Ngoài những cái đài công trường này, ngoài cái dự án này ra thì còn rất là nhiều những cái dự án trong tương lai, như là xây dựng khu phố đi bộ, chợ đêm đó, ở ngay khu vực cuối của Hồ Xuân Hương, ngay Lữ Gia đó quý vị. Người ta đang lên kế hoạch ha. Và dự kiến thì năm 2023-24 gì đó, nếu như mà suôn sẻ sẽ tiến hành khởi công quý vị. Đó, bây giờ những cái người mà cô chú xa Đà Lạt lâu năm đó ha, khi mà quay lại thì quý vị sẽ không bao giờ mình nhận ra nổi, sẽ hiện đại khang trang hơn. Và có nhiều người thì cũng lo ngại là thành phố Đà Lạt xây dựng nhiều quá, bê tông và phá nát cảnh quan cũng như là đồ hoang sơ của thành phố Đà Lạt. Mình nghĩ bây giờ quy luật phát triển mà. Đó, nhất là đường xá như thế này, việc làm đường làm xá là không tránh khỏi quý vị. Khi mà nhu cầu đi lại đó, phương tiện ngày càng tăng cao,
Khi mà họ làm thì cũng có cái sự tính toán của việc đó, nhưng không cần phải lo lắng ha. Chúng ta cần phải có những cái con đường để đi cho nó thuận lợi ha. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn xuống dưới đập tràn Hồ Tuyền Lâm quý vị ha, để cập nhật tình hình dưới đó một chút, xem thử công tác tháo dỡ những cái khối nhà ở ngay đập tràn đó đến đâu rồi. Mình thấy người ta tháo dỡ đi cũng rất là nhiều rồi đó. Rồi bây giờ mình đi thôi quý vị, đi xuống đập tràn thôi ha. Rồi mình rẽ vào con đường Trần Thánh Tông này quý vị, chạy thẳng xuống đập tràn Hồ Tuyền Lâm ha. Trần Thánh Tông nối vào đường Hoa Cẩm Tú Cầu. Trời có vẻ sắp mưa rồi. Đi ra những cái vùng ven đó quý vị, đi sâu vào á, rừng Đà Lạt còn rất là nhiều luôn quý vị. Nếu như mà quý vị chịu khó đi sâu vào những cái khu vực vùng ven của thành phố Đà Lạt á, rừng bạt ngàn bao la luôn. Hiện tại bây giờ người ta cũng đang siết chặt để bảo vệ rừng, bảo vệ cảnh quan. Trong thời gian vừa qua thì quý vị cũng đã biết ha, có khá là nhiều những cái vụ phá rừng rải rác ở thành phố Đà Lạt nói riêng và trên toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung. Đó, đây là một điều hết sức nhức nhối luôn. Quý vị có thể thấy là có những vụ phá rừng đến 400 cây thông đó, đầu độc rồi cưa hàng loạt luôn. Hiện tại bây giờ thì cơ quan chức năng công an thành phố Đà Lạt đã bắt những cái đối tượng đó rồi, và mục đích người ta phá rừng là để chiếm dụng đất đai đó, lấy đất để sản xuất nông nghiệp quý vị. Sản xuất nông nghiệp là một cái hình thức làm màu của những cái đối tượng này thôi. Tại vì khi chặt xong á, người ta sẽ trồng cây lên đó để phù phép ha. Phù phép là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm gì đó, rồi sau này á là sẽ phù phép sau đó là thành đất ở, rồi đất như thế nào đó quý vị, rồi bán ha, chuyển nhượng ha. Tại vì giá trị đất đai ở thành phố Đà Lạt bây giờ nó rất là lớn, cho nên lòng tham nổi dậy quý vị. Bây giờ nhà nước bây giờ cần phải quản lý rất là chặt và phải phạt thật là nặng những cái đối tượng như vậy thì may ra mới bảo vệ được rừng đó, bảo vệ được cảnh quan quý vị. Cũng thật là gan đấy chứ, thời đại này mà đi chặt đến 400 cây thông thì làm sao mà thoát được. Thấy cái lời trước mắt nhưng mà là che mắt, che mù cũng mắt mình. Cứ suy nghĩ đi, chặt một cây thông thôi là người ta đã biết rồi, chứ đừng có nói là chặt đến 400 cây thông, làm sao mà chiếm dụng được những cái mảnh đất đó mà đi chặt làm gì. Rồi cuối cùng là vướng vòng lao lý và rừng cũng mất đi. Để phục hồi lại rừng á, 400 cây thông đó thì cần thời gian rất là dài. Cái đập tràn này thì người ta cũng đang tiến hành thi công sửa chữa đó quý vị, nâng cấp rồi sửa chữa cái mặt đường này ha. Hiện tại bây giờ vẫn chưa xong đâu, mai mốt sẽ đóng đèo và ren và mở rộng nữa, rồi đường cao tốc Liên Khương đó rải rác quý vị có thể thấy là đường cao tốc dầu dây Liên Khương, quý vị có thể thấy là trên toàn tỉnh Lâm Đồng cũng như là thành phố Đà Lạt nữa, rất là nhiều những cái đại công trình trong tương lai ha, đại công trường đúng. Wow, dưới này bà con ra đứng đây chụp hình vui quá, rất là đông. Tuy nhiên cái công trường này hiện tại bây giờ người ta đang sửa chữa cho nên chứ nó cũng khá là vướng víu. Rồi mình chạy qua cái cầu này để qua cái mé bên kia. Mình nhìn sơ sơ là thấy người ta đã tháo dỡ đi hết rồi quý vị. Chỉ còn lại cái quán cà phê Pini Coffee á, là còn cái khung sắt thôi ha, khung sắt với cái mái thôi.
Đó, tháo dỡ cái khu vực này là cần thiết luôn, rất là cần thiết luôn. Bởi vì những cái khối nhà, những cái khối kia ốt nó rất là sập sệ, xây dựng ở đó thì không được, không được cấp phép xây dựng ở đó, nó không phù hợp. Mà cứ để vậy thì nó rất là mất cảnh quan luôn. Ở đây người ta đang làm cái cầu này cho nên chứ người ta bắt một cái cầu tạm ở dưới này cho xe cộ lưu thông qua lại rồi quý vị. À, nếu như mà chạy theo con đường này là về đèo Sắp Cóm luôn quý vị ha. À, hồi trước quý vị đi ngang qua ngang về khu vực này quý vị cũng có thể thấy là rất là nhiều những cái kia ốt, những cái ngôi nhà sập sệ ở đây để người ta buôn bán ha. Đó, bên trái bên phải đều có hết, nhưng mà hiện tại bây giờ thì quý vị có thể thấy là người ta đã tháo dỡ đi hết rồi ha. Đó, chỉ có một cái khung sắt của khung sắt của khu vực Pini Coffee này. Đó, tháo dỡ cái quý vị thấy không, nó trả lại cảnh quan cho khu vực này rất là đẹp luôn, tầm nhìn nó được khai thông ha, nhìn ra rất là thoáng luôn này. Và mai mốt chắc có lẽ người ta cũng sẽ làm kè kiết gì đó và tạo cảnh quan ở khu vực này để cho bà con đứng ở khu vực này để mà chụp hình ha, quay phim tham quan. Đó, hồi trước quý vị đi ngang qua ngang về khu vực này là không nhìn qua là không thấy cái gì hết, mà cũng không dám lui sau này tại vì người ta đang buôn bán đang ở mà. Wow, quá đẹp luôn. Mình xuống đây mình quay cho quý vị. Hay. Sao tháo hết sạch rồi quý vị ha. Ở dưới này có người câu cá ha. Bà con đang câu cá dưới này. Bên kia là bến thuyền. Đó, dần 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 nhìn núi đồi bao la trập trùng đẹp không? Hồ Tuyền Lâm hôm nay rất là trong xanh. Nhưng mà có gió cho nên hơi có sóng đó quý vị. Đó. Ở bên này, mẹ bên kia hồi trước cũng có những cái kia ốt rồi, bây giờ người ta đã tháo rồi quý vị ha. Còn tòa nhà bên này, tòa nhà bên này là của Pini Coffee thì người ta đã tháo bên ngoài dọn đi rồi, còn khung sắt như thế này thôi. Không biết sau này người ta sẽ tháo hay là bán cho ai đó xuống đây mà tháo đem về ha. Bán sắt nhà thôi. Rồi bây giờ mình đi thôi quý vị. Trong này rất là nhiều những cái khu resort. À, mai mốt người ta sẽ trồng cây trồng cối lên đây quý vị ha. Rồi trồng hoa trồng bông đó, làm cho nó sáng sủa sạch sẽ lên, rất tuyệt vời luôn. Là một nơi công cộng. Khu vực này là khu vực khu du lịch trọng điểm quốc gia. Đó, quốc gia luôn quý vị. Cho nên gì phải làm cho cảnh quan khu vực này đẹp hơn thì mới được. Không thể nào mà để nhát nhát được. Vì, khu du lịch quốc gia mà làm nhát nhát thì thôi. Đó, ở đây cũng là đại công trường luôn ha quý vị. Ngày xưa cái cầu này rất là nhỏ luôn. Đây là một cái nút thắt. Mỗi lần xe qua xe về là hai xe là phải đánh nhau rồi quý vị. Bây giờ người ta phải làm ra hai làn xe ha, qua về dễ dàng hơn. Chứ mỗi lần khách đông á, khách mà ở trong khu resort này đâu quý vị, đi ra đi vào khu vực này phải nó kẹt cứng ngắc luôn. Rồi rẽ phải như thế này là ra ngã ba ông Phật, ra đèo Prenn quý vị ha. Nói chung Đà Lạt thì không thể nào mà bằng giống ngày xưa được. Ngày xưa thì nhà cửa ít, đó, đường xá nhỏ nhắn quanh co, người lứa thưa đi lại, phương tiện xe cộ ít, đó,
thì ở thành phố nào cũng vậy hết đó quý vị. Ngay cả thành phố Hồ Chí Minh mà ngày xưa thì cũng làm gì mà hiện đại giống bây giờ. Đà Nẵng đó, tất cả những cái thành phố ở trên Việt Nam mình ngày xưa làm gì mà có hiện đại sầm uất giống bây giờ quý vị. Bây giờ thì nó có sự thay đổi và hiện đại hơn thì đó là cái điều đương nhiên rồi, quy luật rồi quý vị. Bây giờ mà kêu Đà Lạt lưa thưa người đi lại là không có đâu quý vị ha. Khi mà lượng khách du lịch đổ về Đà Lạt mỗi năm lên tới hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước thì lấy đâu ra mà lưa thưa người đi lại, mà hàng triệu lượt khách đổ về như vậy thì bắt buộc phải từ cơ sở hạ tầng cho đến những dịch vụ du lịch phải mọc lên để mà đáp ứng được quý vị, để mà phục vụ ha. Như ngày xưa mà khi mà điều kiện đi lại khó khăn, du lịch chưa phát triển, người ta đi lên du lịch Đà Lạt một năm có mấy ngàn người, mấy chục ngàn người thì cần gì mà phải làm đường xá hoặc là làm khách sạn nghỉ dưỡng gì đâu. Bây giờ do lượng khách nhiều quá thì buộc phải làm thôi quý vị. Mùa này là mùa hồng rồi quý vị ha. Mùa này là bắt đầu bước vào mùa hồng chín rộ rồi quý vị. Kéo dài từ đây cho đến cuối tháng 11 ha. Bên phía tay phải của chúng ta cũng có một vườn hồng này. Vườn hồng này trái quá trời rồi. Mùa này quý vị đi du lịch Đà Lạt thì mua được hồng giòn rồi, vào tham quan những cái vườn hồng rồi quý vị. Đẹp rồi đó. Bắt đầu bước qua tháng cuối tháng 10 đầu tháng 11 là Đà Lạt bước vào mùa khô. Lúc đó là cái mùa phải nói đẹp nhất trong năm rồi quý vị. Mùa bắt đầu từ tháng 11 kéo dài cho đến tháng 3 tháng 4 ha, là mùa khô. Trăm hoa đua nở. Đó, cỏ hồng cỏ hiếc này kia nó là mọc tùm ở khắp các quả đồi thành phố Đà Lạt luôn. Hoa dạ quỳ đồ này kia ha. Rồi ra đây là đèo Bà Rén quý vị. Ở mai mốt con đường vành đai 3 sẽ bắt đầu từ khu vực này quý vị ha. Kéo dài vô cái chỗ hồi này mình quay đó. Rồi ra đây là đèo Bà Rén. Nếu như mà rẽ phải là về cao tốc Liên Khương, rẽ trái là lên lại trung tâm thành phố Đà Lạt. Và từ đây lên trung tâm thành phố Đà Lạt tầm khoảng 5-6 cây số nữa quý vị ha. Rồi video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.